đi. Bữa nay là 8 tháng 3, có anh nào tặng quà cho vợ chưa? Còn anh nào chưa tặng là phải chơi cái chiêu của em. Tặng quà là sợ hoa tàn, để tối nay tôi tặng cho bà một cây hai. Không, tặng quà sợ tới hoa tàn, tối nay tôi sẽ tặng cho nàng cây hai quý anh chị, không là khỏi tặng quà luôn. Rồi, ok, sẽ có một cái chương trình nữa khuyến mãi quý anh chị nhân cái ngày 8 tháng 3 này. Ở đây là Hồng Nhiên sẽ có những cái mẫu máy pin. Thì ở đây là pin 4A, 6A, 7.5A, rồi 5A là sẽ được tặng cục sạc, chỉ cần mua cục pin thôi. Nếu anh chị mình mua cục pin 2.5A này á, thì phải mua kèm cái máy mới tặng sạc, tại cái này nó nhỏ quá. Thấy không, cái giá trị nó thấp quá nên là cái tiền nó thấp á quý anh chị, nên là không có cách gì mà tặng cái mua cái cục pin mà tặng cái cục sạc nổi ha. Tại cục sạc này là cục sạc mấy anh chị hôm qua có coi Hồng Nhiên tháo ra rồi ha, chồng tụ chà bá. Pin 2.5 giá là 480, thì mua kèm một cái máy thì tặng cục sạc luôn ha, mua kèm cái máy tặng cục sạc. Còn quý anh chị mua pin 4A là 600, 5A là 750 và 6A là 15 sale, lên 6A là 15 sale, 4A 5A là 10 sale quý anh chị ha, bảo hành 6 tháng ha. Rồi pin 7.5 thì là 990, còn 6A là 780. Đó thì quý anh chị mua một cục pin thôi cũng tặng cho quý anh chị một cục sạc. Đó, chương trình này ngon ha. 8 tháng 3 khuyến mãi quý anh chị. Đó là mình nói về pin ha. Nếu mà anh chị nào xài những cái máy gì mà cần dung lượng pin nhiều lớn thì dứt 7.5A xài cho nó sướng ha. Đó, rồi. Ở đây thì anh chị mình sẽ thấy là hầu như có những cái mũi khoan để dành cho những anh chị rút lỗi, thì mấy cái này nó tốt rồi đó. Thấy không? Mũi khoan mà để rút lỗi là quý anh chị mình mua cái loại như thế này, ví dụ khoan sâu 200. Thằng này nó vừa khoan sắt được nha, rồi khoan gang được, khoan tường rút lõi, khoan bê tông được nha, không để chức năng búa quý anh chị nha. Mũi định tâm xài đầu gài, nếu anh nào không xài đầu gài thì có thể cắt cái này rút cái mũi định tâm về xíu kẹp được luôn. Thấy không, cắt cái đầu chỗ này xíu là xài đầu kẹp, là kẹp vô tư nha. Thì giá của 21 ly sâu 200 như thế này thì giá nó là 320 ngàn. Thấy không, còn mình nhảy lên tới 27, cái này nó xịn nha quý anh chị, chứ không phải là nó bèo bèo như mấy cái mũi mà khoan mà xài nước kia, thì kia nó hơi bèo. Còn này quý anh chị mình nhìn thấy cái hộp kim của nó không? Đây là mũi định tâm, còn này hộp kim nè. Đó thì quý anh chị khoan cái này thì nó vẫn rất là bền lâu nữa. Thì 27 á là giá của nó là 370 ngàn. Thấy không, 27 là 370. Còn tới mà vi 34 như thế này nè là 420 ngàn. Thấy không, vi 34. Đó, cái mũi này nó xịn, nó giống như y như Unica, nhưng mà này hộp kim nó làm rất là tốt cho mấy anh chị là khoan sắt cũng được, mà khoan gỗ cũng được. Rồi quý anh chị mình có thể là khoan ba cái gang đó là chơi hết, nhưng mà cái nhiệm vụ của con này á là chủ yếu để nó khoan tường rút lỗi cho mấy anh làm điện lạnh ha. Đó, còn tới cái này nè là 470 ngàn, là phi của nó là 42 rồi. Ví dụ như quý anh chị mà nhảy lên phi 60 nhiều anh xài nè là giá 520 ngàn. Đó, đó là mấy cái cỡ mà thông dụng Hồng Nhiên hay thấy những anh chị hay xài ha. Đó, mình nói về mũi khoan ha. Rồi, nó có mấy cái này, quý anh chị mua mấy cái này ngon nè. 140 ngàn thôi. Bình thường quý anh chị mình xài những cái máy bắn vít đó, mình mua mấy cái mũi lẻ này rất là đắt nha, cực kỳ đắt luôn. Thì bây giờ nó về một cái thương hiệu gì đó, giống như cái này mới về quý anh chị. Cái thương hiệu gì cũng nhìn cũng không biết, tiếng Anh, tiếng U gì mình cũng không biết luôn. Nhưng mà đại khái mình thấy là 13 cái mũi như thế này, giá 140 thì rất là rẻ, không phải xài chui lục giác. Nó từ là quý anh chị nhìn ha, 1.5 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly 2, 3 ly rưỡi, 4 ly, nó chạy dài lên 6.5 ly. Mấy anh chị nhìn đây nè ha, đó nó có các cái cỡ 5 ly, 5 ly rưỡi đồ á. Ví dụ nhiều anh là khoan tago găng đồ thì xài mấy cái bộ này rất là ngon, từ 6 ly rưỡi trở lại, từ lớn tới nhỏ có hết. Đó thì có 140 ngàn thôi, cái này chơi được nè quý anh chị, thấy không, cái này là hàng Trung Quốc nhập thôi. Thì mấy cái mẫu này giống như là hàng nội địa, thương hiệu gì đâu á, thương hiệu tiếng Anh, tiếng Âu gì thì nó là hàng Trung Quốc thôi. Nhưng mà đại khái là cái giá của nó mình thấy ok, giá này chấp nhận được, ok, ngon. Nó cho anh chị khoan sắt, khoan gỗ là vô tư. Cái này thì không chơi inox thép á, thép inox thì phải chơi những cái dòng cao cấp hơn nữa rồi. Còn cái này là giá tương đối, tính ra nó khoảng chừng 10 ngàn gì đó mỗi, thì anh chị thấy là khá là rẻ. Mấy mũi lớn này mình mua bình thường mấy chục ngàn một mũi chứ đâu có rẻ đâu. Thiền này 10 ngàn, 11 ngàn gì đó là rẻ lắm rồi ha. Rồi ok, 140 ngàn cho nguyên một cái bộ mũi 13 mũi, chui lục giác 6 ly 35, xài cho máy bắn vít đồ được, máy khoan kẹp cũng được luôn. Rồi nó hôm nay nó có một cái bộ nữa, bộ lấy ốc gãy quý anh chị.
lấy ốc gãy, ví dụ nó mòn cái đầu nè, nó tà cái đầu, thì quý anh chị chơi cái bộ này vô để lấy ốc gãy. Thì nó có từ nhỏ tới lớn này là thép HSS luôn đó chứ. Thì quý anh chị thấy không, cái từ nhỏ lấy ốc nhỏ dài dài lên lấy ốc lớn, nó cũng xài cho máy bắn vít được luôn. Chui 6 ly 35, xài máy khoan, máy bắn vít là vô tư ha. Thế ốc tà đầu vậy, đưa vô, dứt, lấy ra. Tại nó chảy găng ngược, nó xoáy ra nè quý anh chị. Thấy không, giá thằng này nó cũng rẻ nha. Thằng này nó cũng chỉ tính cho quý anh chị chừng 130 ngàn. 130 ngàn cho nguyên một bộ lấy ốc gãy như thế này. 130 ngàn thì bộ lấy ốc gãy quý anh chị ha, có 4-5 cây, 5 cây thép HSS là thấy ngon rồi. Cứ thép HSS là thấy ngon rồi. Hôm nào thì Hồng Nhiên sẽ review mấy mẫu này cho quý anh chị coi hết. Rồi, nhớ nó có một cái bộ nữa, cái này là cái bộ này nè quý anh chị. Cái bộ này thì cũng ok nè, cái thương hiệu của nãy luôn. Cái bộ này là 220 ngàn nhưng mà cái bộ này là giảm giá cho quý anh chị mới về. Nhưng mà hôm nào Hồng Nhiên sẽ giảm giá cho quý anh chị xem cái bộ này nha. Đó, cái bộ này thì nó cũng có 5 cây từ 3 ly cho tới 10 ly. Cái này là dạng nó là khoan, khoan mà có tago luôn á anh chị. Thấy không, cái này nó khoan mà có tago luôn nè. Nó khoan vô, cái đây tago cũng thép HSS, xài chui lục giác 6 ly 35 luôn. Thì cái mẫu này á, nó về là 220 ngàn một hộp như vậy. Nhưng mà Hồng Viên đang làm giả với nó lại để mình nhập số lượng nhiều á. Thì giá tính cho mấy anh chị mình giá trước tiên là 170 ngàn đi ha. 170 ngàn để làm giá, tại máy này số lượng nó ít có mấy, nó về có 10 mẫu một sản phẩm, nó về 10 cái à, cũng như làm mẫu vậy đó. Đó, nó về để mình test mà. Rồi nó có một cái mẫu dài hơn nữa nè, nó cũng 220 ngàn. Đây, để mở ra cho mấy anh chị mình coi, đâu mất tiêu. Đây, mở ra cho mấy anh chị mình coi nè, thấy không? Nhìn rất là sắc nét không? Này nó dài hơn so với thằng kia. Thì nó từ 3 ly nè, nó có là M10, M3, M4, M5, M6, M8, M10. Tức là nó có 5 cây như vậy ha. Thì giá của thằng này sẽ tính cho mấy anh chị mình là 180 ngàn trước đi ha. Đó, ok, khoan vô là tago luôn. Đó, bộ ngắn thì 170 đi, bộ dài là 180. Hay là hồi trước mấy bộ này 220 không ha. Giờ làm chương trình này cho mấy anh chị xài cho nó ok. Rồi, mình sẽ có lại một cái cây lấy dấu, là cây này mới về hot nè mấy anh chị. Cây lấy dấu nè. Đó, cây lấy dấu mấy anh chị em mình đột chạch. Đó không, đột nè, thấy không, đó. Là lấy dấu luôn là ok, ngon lành luôn. Để mấy anh chị khoan á. Nè, đột lấy dấu nè. Quý anh chị thấy không? Đó, đột vô là có dấu liền để mình khoan nó không bị trượt. Như là khi mình xài những cái sắt rồi mình khoan lên hoặc inox đồ á, cây tròn đồ, mình lên là nó bị trượt, chạy vòng vòng mũi khoan. Đưa cái này vô. Cái này thì thép CRV nha quý anh chị. Cái này ok lắm á. Cái này đang bán ok nè. Cái này thì nó cũng không có gì, trong có đầu búa như thế này, có lò xo, rồi trong nó có cây ti như thế này. Mình xài sau này nếu mà nó mòn mình vẫn có thể mình mài lại được ha. Và sau này nếu mà anh nào mà cơ khí giỏi giỏi có thể chế cái thép vô trong này được luôn. Thì cái này trong này đâu bao giờ nó hư, cái này chỉ sợ mất thôi, không bao giờ sợ hư luôn á. Thấy không? Rồi mình chơi cái cây này. Cái này có 60 cành thôi nha. 60 ngàn cây này mấy anh chị. Thấy không? Có 60 ngàn khá là dễ chịu. Mấy anh chị có thể đột inox được luôn á. Nè, inox nè. Ví dụ hôm trước ông Duyên Duyên về cái mẫu kia đột vô inox cái nó tà ở đầu. Nhưng mà cái này thép CRV đột inox ok, ngon lành luôn, giỏi cành cành vô tư luôn nè quý anh chị. Thấy không? Là ra lỗ hết trơn luôn, cái đầu không mòn tí xíu nào. Là cái này thấy vậy là ok, tốt rồi đó. Đó, giá có 60 cành thôi, giá 60 nghìn mà dễ chịu ha, về dễ xài. Rồi, mấy cái bộ này nè, bộ mũi khoan nè. Đó, bộ mũi khoan này giảm xuống còn có 170 ngàn bộ quý anh chị. Thấy không? Này là mũi 4 cạnh nè, chỉ chuyên về khoan đá, khoan mấy cái gạch men đồ không bể, lấy tâm rất là tốt, khoan gỗ cũng được. Này khoan sắt thì nó dở nè. Này khoan sắt nó không ngon, nó vẫn khoan bá sắt mỏng được nhưng mà không có ngon. Thằng này thì chơi được nè. Thằng này cái mũi đa năng này anh chị khoan tất cả mọi thứ luôn, khoan sắt cũng được, khoan gỗ cũng được, khoan tường, khoan đá, khoan men đồ ngon lắm. Cái bộ mũi màu đỏ này rất là ngon nha. Nhưng mà nếu mà nói định tâm thì nó định tâm không bằng này. Nếu mà khoan chuyên khoan đá, khoan men, chơi cái bốn cạnh này nó ngon hơn. Còn đa năng á thì chơi cái này nó ngon hơn. Không để chức năng búa nha quý anh chị. Mấy mẫu này là không để chức năng búa nha. Nó có 4, 6, 8, 10, 12. Mẫu nào cũng vậy hết. Giá một bộ là 170 ngàn. Ha, một bộ là 170 ngàn. Rồi cái lưỡi thần thánh luôn. Cái lưỡi này nó cũng sắp hết hàng rồi. Có 130 ngàn. Quý anh chị xài lưỡi này là biết ha. Còn nếu mà quý anh chị có nhu cầu nên mua cái lưỡi này đi cho nó an toàn. 100ml. Chỉ dày có 0.8. Thấy không? Nên là cái này nó cắt rất là nét. Nó cắt mà cắt đá, cắt gạch, cắt men,
cắt sắt, cắt bê tông cốt thép, cắt gỗ không có sóc, không bao giờ bể, độ an toàn, độ bền nó rất là cao. Đó, cắt miễn chai luôn cũng được nữa, muốn cắt cắt cả thế giới mà. Bên chị cắt cái thứ gì không được đúng không? 130.000 thôi. Cái lửa 1 tấc 2 thì nó hết rồi, nó chỉ còn 1 tấc thôi mấy anh chị ha. Chỉ có 1 tấc thôi. Rồi, có những cái thứ hay ho nữa cho quý anh chị xài lần này lại về cái bộ này lại nè. Trước nó hết hàng. Cái bộ đầu cắt ton mà Hồng Duyên hay nói quý anh chị nha. Cái bộ này rất là ngon, nhiều người mua là bây giờ chuyển qua mua cái bộ này hết rồi. Quý anh chị thấy ở đằng sau có bạc đạn không? Đó, rồi ở đây có bạc đạn bự không? Cái bánh xe này nó bự. Cái bộ mà cái hộp màu đen á, màu xanh đen á, là cái nhông này quý anh chị để ý nó lòi cái đầu nhông ra ngoài luôn. Nó dở lắm. Cái kia bánh xe nó nhỏ hơn rồi lòi cái đầu nhông ra ngoài đó. Thì khi đó là cứ nó dính ba vớ là nó hư cái nhông. Còn cái này nó âm cái nhông vô trong, nó chỉ gòi cái bánh xe ra. Rồi nó có bạc đạn đồ bự ở đây nè quý anh chị thấy không? Nó rất là đơn giản thôi. Nhôm đồ nó làm dày dặn hơn, nhìn mình nhìn thấy nó đẹp hơn thấy không? Đó, ok nè. Rồi quý anh chị mình sẽ thấy rằng ví dụ như khi mà mấy anh chị mình gắn cái máy khoan pin đó, là quý anh chị kẹp cái cây này vô đây, còn cái cây này để nó chịu xuống cái thành bên dưới đấy, lò xo móc ngang. Cái này Hồng Nhiên có hướng dẫn rất là nhiều ha. Còn khi nào mấy anh chị xài khoan điện đó, là quý anh chị cặp cái này vô cái cổ máy khoan, cái này kẹp vô nè. Rồi quý anh chị bắt ngóc đây nè, là ở đây nó kẹp vô cổ máy khoan nè. Đó, chỉ đơn giản vậy quý anh chị xài ha. Nên là vừa xài máy pin vừa xài máy điện, giá nó có 250.000 quý anh chị, bộ đời mới nha. Còn cái bộ đời cũ là giờ em còn một mớ luôn mà em chưa bán được nữa đó, là lỗ luôn á. Bộ đời cũ anh nào có nhu cầu mua em bán chỉ có 190.000 luôn á, bộ mã hộp đen á. Còn cái bộ này là 250.000 nè. Thì quý anh chị thấy là cái bộ này á, nó cắt nè, nó nói nè. Nếu mà 1 ly 2 trở lại thì rất là ngon, để nói tới 1 ly rưỡi luôn, mình cho nó trừ hao luôn. Còn ly 2 trở lại, ví dụ 5-6 gem, 1 ly 8 gem, 1 ly 2 là quý anh chị dứt cái bộ này cắt rất là ngon. Coi cái review của Hồng Nhiên có review ha, 250.000. Rồi, còn nếu quý anh chị nào muốn xài cây kéo, không, để mình xài gì đó, mình không có máy, mình xài cây kéo chơi cái này. À, giá 200.000 quý anh chị, cây kéo này hàng bãi thôi, nhưng mà nó xài rất là ok, nó có đường rãnh nè. Nhiều anh thích xài kéo này dữ lắm luôn á. Không, kéo này xài nó tiện lợi, không có cần máy móc gì hết á. Cứ đưa vô cắt thôi, chuyên cắt ton, nó cắt giấy cũng được nữa đó. Nhưng mà không có ai lấy này cắt giấy ha. Này cắt ton thì rất là ngon, 200.000. Đó, rồi. Có cái bộ tiếp cũng rất là nhiều người xài. Cái bộ tiếp nào anh chị? Ví dụ như là mình thấy là cái bộ tiếp từ 8 ly cho tới 24 ly. Có một cái cần lực ở đây và nó trợ lực là nó gặt cái là quý anh chị. Thấy không? Nó gặt hai chiều á, nó dễ xài lắm, tạch 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 là ok. Có cần nói dài nữa. Quý anh chị mua này về xài cho máy bù lon vẫn được bình thường nha. Giá nó tính cho quý anh chị 185.000 ha. 185.000 cho bộ tiếp 12 chi tiết, nhưng mà mỗi đầu tiếp một cái nối dài để mình đưa vô sâu được, rồi một cái cần siết bọc cao su như thế này rất là ok. Thép CRV quý anh chị. Mẫu này nè, Decker thép CRV, thương hiệu nó là Decker. À, thép CRV ha. Cái bộ lục giác hàng bãi Nhật nè quý anh chị. Cái bộ này nè, 130.000, từ 1 ly rưỡi cho tới 10 ly. Nó từ nhỏ tới lớn, cái này cứng dữ lắm. Lấy búa đập không bể nữa đó, lấy búa đập nó không tà luôn á quý anh chị, dữ dằn á. Cái bộ này tuy rẻ nhưng mà ngon nha, do hàng bãi nó mới rẻ vậy. Đó, 130.000 cho bộ này ha, tức là được giảm giá 8 tháng 3 rồi đó. Rồi, có hai cây kéo, có hai cây kìm găng, cây kìm nhọn. Thì cái kìm này quý anh chị đã biết rồi, kìm hàng Nhật mà nó là thương hiệu rồi. Đó, thì quý anh chị thấy là tuốt dây, bấm cót, cắt, đúng không? Để mà anh chị cắt mà lưới B40 đồ bao cắt hết luôn. Rồi làm kìm găng, đó, thì cái mẫu này có kìm nhọn và kìm găng. Đó, thì kìm này nó nhiều chức năng ha. 1, 2, 3, 4, đó là 4 trong 1 ha. Cái kìm này cái gọi 4 trong 1 đó quý anh chị. Ok, thì kìm này giá nó là 230.000 một cây ha. 230 thì mua một cặp là 450 ha, một cặp như thế này là 450, còn mua lẻ 230.000 cây. Thước ở đây mấy cây thước nè, quý anh chị thấy cái bảng lớn cây thước bây giờ là người ta xài mấy mẫu này ha. Có nhiều mẫu em bỏ luôn, bán cái mẫu này là tại thấy mẫu này ngon quá, thấy không? Cái thước này nó dạng nó khó bể, gớt nó cũng không bể nữa, 7,5 m mà bảng này bảng lớn, số lớn nè. Cái thước này là thước nội địa Trung Quốc luôn quý anh chị, nhưng mà nó không có xét, nó làm cái chất liệu này nó không có xét, cái thước này nó tốt nè. Đó, nó tự khóa đó, mình nhấn nè quý anh chị nhìn nè, thấy không? Cái nút nhấn nó nè, nhấn vậy vô, nhấn vậy vô đó, bản lớn số lớn là thấy ngon rồi. Cái thước 7,5 m này giá 80, còn cái thước 5 m này á thì giá của nó là 50.000 quý anh chị, thấy không? Rất là ok, đúng không? Thước này
cho dù gớt nó cũng không sao nữa, nó không có bể. Cái thước này ok á, thước này ngon. Đó thì cái mẫu thước màu đen ha, quý anh chị nói mẫu thước màu đen. Có cái cây đóng đinh. Đó, bây giờ lại quay lại cái cây đóng đinh. Cây đóng đinh của Hồng Nhiên hay bán là 2,5 phân quý anh chị. Tức là nó xài được đinh từ 1,5 phân cho tới 2,5 phân. Nếu mà quý anh chị xài cái này á, mà có 1,8 phân trở lại thôi á, thì mấy cái nẹp mà dày dày, cái nẹp 1 phân đồ quý anh chị đóng vô tường đồ nó giữ không có chắc đúng không? Nên là quý anh chị xài 2,5 phân thì mình đóng cái nẹp 1 phân thì nó còn tới 1,5 phân. Nó vô tường thì nó chắc rồi. Hoặc mình treo tranh ảnh đồ mấy chị treo cũng được, cũng dễ ha. Ví dụ như ở nhà mà cầm cái búa đóng đóng cái đinh hồi đóng vô tay là sơn móng luôn rồi đó. Còn mình chơi cái này thì dễ, mấy chị nhà đóng treo tranh ảnh tự đóng luôn, khỏi nhờ mấy anh. Ở 8 tháng 3 mấy anh mua này tặng bà được. Không, mua này giờ nói đến này là để mốt bà đóng bà treo chứ không phải là để bà đóng đinh tôi đâu nha. Không được. Không, giá nó là tính cho quý anh chị là 280 290, giờ tính 280 nha, 280.000 cho cái đóng đinh 2,5 nha. Rồi. Dây điện thì nó có là dây dài, dây ngắn, dây lớn, dây nhỏ, dây điện chống ẩu dẻo nào quý anh chị. Cái này quý anh chị đập nó cũng không có hư ha. Đó mà trong này cắm lên nó có đèn ở trong này để mình biết có điện hay không ha, đổ ẩu dẻo chịu lực luôn á. Cắm vô nó rất là chắc. Quý anh chị cắm này vô phải cắm mạnh nha, phải ví dụ như nó nào nặng quá quý anh chị lắc vậy nè. Là nó vô nó rất là cứng, khi mình sử dụng ở trên cao đồ nó không có vuột dây điện, nó an toàn. Thấy không? Không có bị bể, xe cán cũng không bể nữa. Giá của con này là 190.000. Cái này là dây của nó là 5m. Thí dụ quý anh chị xài lên 10m nó có nha. 10m của nó là 280.000. Thấy không? Rồi, ở này là 190, còn quý anh chị mình lên mà 15m là 380.000. Dây gì? Dây 2.5 ha, xài mấy hàng được luôn á. Máy hàng, máy khoan, máy cắt quý anh chị xài được. Nó có 3 chấu về ẩu dẻo, không có bị bể, cắm lên ở đây có đèn, mình biết có điện hay không có điện ha. Rồi, ở đây là Hồng Nhiên sẽ có cái đầu khò. Đó, mua cái đầu khò nè, về khò cái giò heo, làm heo giả cầy cũng chơi được. Đầu khò nào quý anh chị bóp vô cái là nó đánh lửa điện tử ha. Ở đây là chỉnh gom hay chỉnh xòe. Đó, cái này Hồng Nhiên giới thiệu nhiều rồi, ở đây là mạnh yếu lửa. Cái đầu khò này nó tiện lợi, với lại này thương hiệu của My Fan đó. Thì nó là thương hiệu rồi, nó chắc cú rồi quý anh chị ha. Cái đầu khò có cái bình ga là ok, có nồi heo giả cầy cũng chơi được. Đó, giá của nó 130.000 quý anh chị ha, cái đầu khò. Ở đây có một cái này là cái đồng hồ mà ampe kẹp á. Cái này bán giá như thanh lý rồi quý anh chị. Đồng hồ ampe kẹp nè. Đó, cái này thì mắc tiền nhưng mà bây giờ Hồng Nhiên bán cho quý anh chị 130.000. Cái này nó có pin đồ đầy đủ nha. Về quý anh chị bỏ pin vô mới, cái này là giống như là thanh lý luôn rồi đó. Thấy không? Pin dây đồ đầy đủ. Đo ôm, đo ampe là ok ha. Quý anh chị mua cái này 130.000 siêu rẻ luôn. Đó nó sắp hết rồi nên là bán thanh lý hết luôn ha. Một cái đồng hồ đo ampe kẹp mà giá rất là rẻ. Quý anh chị mình có xài những cái lưỡi cắt á, những cái lưỡi cắt mà lưỡi hợp kim đồ á, hay mài dao mài kéo rồi quý anh chị mua cái lưỡi này nè. Cái lưỡi này nó có 1 tấc và 1 tấc 2 nè quý anh chị. Này nó mài để vô máy mài hai đá là quý anh chị mài dao mài kéo được, hoặc là quý anh chị gắn vô cái máy mài cầm tay, đúng không, là có số đồ quý anh chị chỉnh một cái là mài được luôn. Này là nó 1 tấc là 190, còn 1 tấc 25 là 230.000 ha. Này là chuyên mài lưỡi hợp kim hay là mài dao mài kéo, quý anh chị chơi cái này, thấy không? Nó cái nhỏ là nó 1 tấc, còn cái lớn này là 1 tấc 25 thì nó có lỗ nè. Nó có lỗ, dù quý anh chị xài máy mài thì bỏ cái nòng ra, còn xài máy mài cầm tay á thì có cái nòng bỏ vô cho nó hợp đó, 16 ly ha. Đó rồi, đó là cái lưỡi mài hợp kim ha. Đó, còn cái lưỡi hợp kim thì nó vậy, thì cái đó là nó mài cho mấy cái này nè. Nó mài lưỡi cưa gỗ, mài lưỡi hợp kim đồ đúng bài của nó luôn. Cái này nó có 1 tấc, 1 tấc 25, rồi 1 tấc 8, 1 tấc rưỡi, nó có nhiều cỡ quý anh chị. Ví dụ như 1 tấc đi, 100ml lưỡi hợp kim vậy là 200.000 cái. Chuyên cắt sắt và cắt gỗ, cắt siêu nét luôn của Senka. Còn 1 tấc 25 này bán 220.000 cái. 220. Còn quý anh chị mình xài lên tới 1 tấc 8, 1 tấc rưỡi là giá nó đều bằng nhau. Là giá của nó là 470.000 một cái. Đó là lưỡi hợp kim. Nhưng mà trong chương trình này khuyến mãi cho quý anh chị tính 450 thôi ha. Những cái lưỡi lớn như thế này, 1 tấc 8 và 1 tấc 6 đều bằng nhau. Giá nó là 450. Tấc 6 là tấc rưỡi đó quý anh chị. 450. Rồi, ở đây thì sẽ có những cái cây thước, dạng thước kẹp ha. Thước kẹp thì quý anh chị mình tùy theo mình xài thước kẹp. Ví dụ như thước kẹp này
Thì quý anh chị xài cái thước kẹp này, thước kẹp dạng thước kẹp nhựa quý anh chị, thì thước kẹp điện tử nha, cái này rẻ đó, cái này rất là rẻ, nó có cục pin sơ cua ở đây đó, quý anh chị không xài nữa mà mình tắt đó, pin sơ cua về cái nào hết pin là mình thay pin vô. Giá khuyến mãi mình 100.000 có cái thước kẹp để mình xài ở nhà chơi chơi là ngon lành ha, không cần phải đầu tư quá mắc tiền, thì có 100.000 thôi đó, thước kẹp 1,5 tấc. Còn quý anh chị mình muốn mua một cái thước xài cơ, có nhiều anh không thích điện tử, có nhiều anh thích cơ, thì mua thước tốt xíu thì mình mua cái thước của Workroll nằm phân khúc vừa phải, giá 350.000 đó, thì quý anh chị có thể chơi cái này cũng 1,5 tấc. Nó có nguyên cái hộp đựng trong này nha anh chị, cái này để lên cho mình thấy thôi chứ còn nó không có nguyên một cái hộp trong này đó. Thì quý anh chị thấy là cái chương trình hôm nay là sơ sơ 8 tháng 3 thì Hồng Nhiên giới thiệu cho quý anh chị một số những cái mẫu sản phẩm sử dụng, mình sử dụng gia đình, rồi có một số được chương trình rất là tốt, với lại một số những cái mã mới thì quý anh chị có thể cập nhật. Có nhu cầu về sản phẩm quý anh chị có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên ha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình. Chúc sức khỏe. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.